của chính quyền địa phương. Hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu, đến hôm nay chú rể Văn Mừng và cô dâu Minh Huệ của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, thưa toàn thể quý anh chị và quý vị anh chị, từ hướng mắt về phía cổng hôn tiệc cưới chào đón đôi tân nương thân hương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là chú rể Văn Mừng sánh vai cùng cô dâu Minh Huệ tiến về lễ đài tình yêu. Cay anh chị uống cạn để say suốt đời. Vâng, thưa toàn thể quý vị anh chị, vâng ạ, chú rể Văn Mừng uống chai rượu Minh Huệ này chắc chắn là sẽ say suốt đời, đúng không quý vị ơi? Vâng, thưa toàn thể quý vị chị và hai bạn được như ngày hôm nay cũng không thể quên được những người bố, những người mẹ, những người đã sinh thành ra hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu để chào đón đại diện của hai bên gia đình. Về bên phía họ gia đình nhà trai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Phong và mẹ Lò Thị Sượi cùng với đại diện của gia đình nhà trai ạ. Dạ vâng, về phía họ gia đình nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lương Văn Lanh và mẹ Lương Thị Vặt cùng với đại diện gia đình nhà gái. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhanh chân dẻo bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Buổi trưa hôm nay, vâng, thưa toàn thể quý vị và bên phía cạnh chú rể Văn Mừng của chúng tôi, đó là bố mẹ thân sinh ra chú rể Văn Mừng của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Và hai vị đứng bên cạnh cô dâu Minh Huệ, đó là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Minh Huệ của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay, đến từ xã Phổng Lập. Xin toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nào quý ơi. Khỏi sở chương tòa mẹ phi đồng hạt sườn tư đồ mở khỏi có số nạ tàng tà phú tà giàn đây sòng phái chu hơn cơ ba mở làn mừng cánh làn huệ mừng những nội của những đời hỏi có mẹ cờ cấy hỏi lấy mẹ cờ mù hỏi có phú có già kìm khẩu xếp bì đầu sòng nạn của trong bà làng bà xếp hạ bì của trong đàng ép sư sàn hâm bà lù phật nhinh xếp bét bì của trong bền cầu lù phật chay xếp cầu bì của trong làng tòi bàn ép nghe hâm bà sòng nạn hâu của những quẹn cân nặng hương trương xương cân nặng quát khắp quén cân nặng nài tỷ của trong biển trù thu cân nặng nài tỷ của trong biển báo cánh xào biển trù đều sông nàn hâu của trong mi quan trào biển báo cánh xào đều sông nàn hâu của trong mi quan hèn hợp phú tả già nay sòng phái của đầy muôn mưng chờ ở ba mình nỉ phú tả già nay sòng phái chu hương của trong kiếm ba hà đầy mưa nỉ bên trần mưa sài của trong ba kiếm ba mưa khỏa của trong ba hà đầy của trong kết phát hà nó kết phát kim hồng bắt tổ chức cưới đồng hở sông nàn hâu mình nỉ biển phù cánh bia phú tả già nay của những cáo mơ ở bờ mẹ bị nồng bàn phương của trong cáo mơ ở ảo cánh ngả ra đua đại bản cáo mơ ở một phủ phùng bản đại phường hâu cần ba kịp tòm hồng buồn chỗ bơ ngả đù đàn hâu mình đi để tòi đang áo trời co thân đi khỏi cỏ xó nả tàng tà phú tả già nay sòng phái chu hương có bơ mi sằng hờn xưa cho chúc ở bờ mẹ bị nồng bàn phương phật cờ đơn chơ hảo khẩn mặn dân xiềng sắc bờ sờ sắc nhọt hảo khẩn mến nơ số bảy số bên nơ. Vâng, thưa toàn thể quý anh chị, đúng là yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá bạc cũng quyết, phòng bà cũng liều. Vâng, thưa toàn thể quý anh chị, yêu và được yêu là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người chúng ta. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu, đến hôm nay chú rể Văn Mừng và cô dâu Minh Huệ của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị, và trong tất cả các lý do đó, ban tổ chức xin trân trọng công bố ạ. Vâng, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Văn Mừng và cô dâu Minh Huệ của chúng tôi chính thức được bắt đầu. Gia đình. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị và quý vị sẽ hướng mắt về sân khấu để chào đón những món quà đến từ gia đình của hai bạn chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị chị và ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đầu tiên ạ. Vâng, món quà đầu tiên đến từ bố mẹ của chú rể. Bố mẹ của chú rể cũng có một món quà thật là ý nghĩa được gửi tặng cho hai con của mình trong ngày vui trong đại này. Xin trân trọng kính mời anh chị sẽ tặng quà cho hai con hai cháu của mình ạ. Vâng, dạ thưa toàn thể quý vị, đúng là tình cha thì mát như vầng thái dương, tình mẹ thì bao la dạt dào như biển cả,
cha mẹ là những người muốn luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vâng, hôm nay thì bố mẹ cũng có món quà ý nghĩa nhất để gửi tặng cho hai con trong buổi chiều ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị chúng ta vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là cha thì là núi, mẹ thì là sông, các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành, nghĩa mẹ thì như biển rộng, công cha thì tựa trời cao, ơn sinh thành dưỡng dục vời vợi tựa mây cao. Và đúng là cha mẹ ơn sâu tựa đất trời, nuôi con lo nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn ôm con trẻ mà dẫn dắt con đi khắp cuộc đời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, ơn cha và nghĩa mẹ không bao giờ chúng ta có thể kể hết được ạ. Vâng, và chúng ta sẽ không ngừng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của hai bạn chúng tôi trong buổi chiều hôm nay ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời món quà đến từ gia đình chị Ngoãn. Và món quà đến từ gia đình chị Ngoan. Vâng, xin mời hai chị sẽ cùng lên sân khấu để trao món quà ý nghĩa nhất cho em, hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng ta di chuyển những người mà đăng ký với ban tổ chức để chuẩn bị tặng những món quà cho các em, các cháu, các con của mình thì chúng ta di chuyển dần về sân khấu ạ. Vâng ạ, đây là món quà của chị Ngoãn và chị Ngoan, là của hai chị sẽ gửi tặng cho hai em trong ngày vui trong đại này. Xin mời hai chị ạ. Và xin mời Văn Thỏa TV, em sẽ lưu lại những đoạn video cho gia đình trong buổi chiều hôm nay. Vâng, và trên sân khấu là món quà đến từ gia đình chị Ngoãn và gia đình chị Ngoan. Vâng, và toàn thể quý vị chúng ta vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng những giây phút hạnh phúc nhất của chú rể Văn Mừng và cô dâu Minh Huệ của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, sau món quà của chị Ngoãn và chị Hoan thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình chú Tiến. Vâng, chúng ta di chuyển dần về sân khấu. Món quà đến từ gia đình chú Tiến, vậy ban tổ chức xin trân trọng kính mời ạ. Quà của gia đình chú Tiến thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ chú Trom Doan. Vâng, chú Trom Doan cũng có một món quà thật ý nghĩa để gửi tặng cho hai cháu của mình. Xin trân trọng kính mời chú Tiến, chúng ta di chuyển về sân khấu ạ. Cảm ơn món quà đến từ chị Ngoan, chị Ngoãn ạ. Vâng, xin rất chân thành cảm ơn. Vâng ạ, chúng ta cứ từ từ lần lượt thôi ạ. Vâng, để cho Văn Thỏa còn lưu lại những đoạn video cho gia đình ạ. Chào mừng hôm nay phía gia đình Hơn Nhà Trai chúng tôi thì có rất là nhiều món quà đến từ gia đình, đến từ người thân, các anh, các chị, các chú, thím, các cậu, các mợ trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau món quà của gia đình chú Trom Doan thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình chú Lâm ạ. Vâng ạ, gia đình chú Lâm cũng có một món quà thật là ý nghĩa được gửi tặng cho các cháu trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Lâm ạ. Vâng ạ, đây là những tình cảm rất là chân thành của những người chú, người thím dành tặng những món quà thật là ý nghĩa cho hai cháu của mình trong ngày vui trong đại này. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời gia đình chú Lâm. Vâng, và xin mời món quà đến từ gia đình chú Tuấn. Vâng, hai chú thím sẽ cùng lên sân khấu để trao món quà ý nghĩa nhất cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời thím ạ. Thím lên sân khấu luôn ạ. Đây là những món quà thật là ý nghĩa trong buổi trưa hôm nay. Và chúng ta không ngừng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của hai bạn của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Đó là chú rể Văn Mừng, cô dâu Minh Huệ trong buổi trưa hôm nay, quý vị ơi. Vâng, các thím đeo đều sang hai cổ. Vâng, đeo một bên một người nhiều quá, nó nặng quá. Cứ phải đeo đều, chia sẻ chú rể một nửa, cô dâu một nửa.
đeo nặng quá tí thì cả bơ rượu không đi được, nó nặng cổ. Sau những món quà của gia đình các chú ấy tín thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình cậu Tranh Dung ạ. Vâng, gia đình cậu Tranh Dung cũng có một món quà thật là ý nghĩa được gửi tặng cho hai cháu của mình. Xin mời cậu mợ chúng ta di chuyển về sân khấu ạ. Vâng, xin mời món quà đến từ gia đình cậu Tranh Dung. Vâng, xin mời món quà đến từ gia đình cậu Hai Sinh. Vâng, hai cậu hai mợ sẽ cùng lên sân khấu để trao món quà ý nghĩa nhất cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn món quà đến từ cậu Tranh Dung và gia đình cậu Hai Sinh. Vâng ạ, rất là ý nghĩa. Vâng, một bó hoa. Vâng ạ, bó hoa bên trong toàn tờ 200, toàn 100, mạch thương đến thoáng thoáng rất là khoảng vài triệu. Vâng, vâng thưa toàn thể các vị trí, và một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ bố mẹ của chú rể, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chị Ngoan, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chị Ngoan, và ban tổ chức xin trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Tiến, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Trong Doan, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn gia đình món quà đến từ gia đình chú Lâm, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Tuấn, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình cậu Tranh Dung, và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình cậu Hai Sinh. Và xin chân thành cảm ơn những món quà đến từ gia đình, và xin thay mặt cho gia đình đỡ lời cho hai cháu hai con, xin chân thành cảm ơn những các cậu các vợ và những người bố người mẹ đã dành món quà thật là ý nghĩa cho hai con hai cháu của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, và để tiếp theo chương trình trong buổi lễ thành hôn ngày nay thì xin mời hai bạn chúng ta di chuyển về phía tháp ly rượu tình yêu. Hai em chúng tay rót chai rượu champagne đầu tiên lên tháp ly rượu của mình ạ. Vâng, xin mời hai tiên lên tháp ly rượu tình yêu của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là nếu anh là hàng cầu xanh trước ngõ, ngày ngày tỏa nắng ngát hương thơm, em nguyện làm dây trầu không trong cổ tích và quấn lấy thân cau mãi chẳng rời. Và xin mời chú rể Văn Mừng, em sẽ mở chai champagne thứ hai. Chúng ta sẽ mở cái giấy bảo vệ ra trước. Em sẽ mở dây thép bảo vệ ra. Và lưu ý là chúng ta sẽ lấy ngón cái giữ chặt nắp chai với lắc nhé chú rể nhá. Được chưa ạ? Lắc thật mạnh một tí nữa chú rể ơi. Bắt đầu em xin ra đếm và chúng ta sẽ bật nắp chai. 2 3 bắt đầu. Xoay xoay một chút chú rể. Chúng ta sẽ xoay nắp chai một chút. Vâng, à, rượu vang đã đổ quý vị ơi. Vâng, xin mời hai em dốc vào 6 cái ly bên dưới này trước để tí chúng ta mời. Công cha tân tạo sớm hôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả thân gầy cha che chở đời con. Vâng thưa toàn thể quý vị, chị kể về ơn cha và nghĩa mẹ không bao giờ chúng ta có thể kể hết được, và để tỏ lòng hiếu kính đến những người bố người mẹ thì xin mời ạ. Vâng, xin mời chú rể Văn Mừng, em nâng hai ly ạ. Em mời bên bố mẹ vợ của em, và cô dâu Minh Huệ cũng vậy ạ, em nâng hai ly, em mời bên bố mẹ chồng của em. Và xin mời hai em sẽ nâng ly rượu hồng, ly rượu ra bôi của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở về vị trí giữa ban đầu của hai em. Và chúng hai em sẽ gọi là đan tay nhau ạ. Đan tay nhau để uống ly rượu ra môi, để cho ban thỏa lưu lại đoạn video cho hai em ạ. Vâng ạ. Vâng, xin mời chú rể Văn Mừng và cô dâu Minh Huệ.
đẹp nâng số khảo số khảo phá số mải số mềm số phì nồng của chiếc này à, số mải số mềm ơi. Cánh tay và chén rượu đâu ạ? Chúng ta sẽ vâng, chúng ta sẽ hô 1 2 3 rô 1 2 3 rô 1 2 3 cạn 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc cho Văn Mừng và Minh Huệ được không quý vị ơi? Số mời à, số mải số mềm ơi, nho chén đầu khẩn hẳn ơi, số mải số mềm ơi. Quý vị hô cùng MC thật to quý vị nhá. 1 2 3 rô 1 2 3 rô 1 2 3 cạn 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, uống cạn quý vị nhá. Bài hậu hành nơ, số bài số em nơ. Không phải đó, có hề ba bấm mi sẵn hần xưa. Rồi xóa chúng ở ba mẹ ải em đó, phải có đơn chơ. Rồi hào hàn chăn mạnh mấy đây nơ, số bài số em nơ.